Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Thứ trưởng Mexico ăn uống vô độ dễ chết vì Covid-19. Thứ trưởng Y tế Mexico Hugo López-Gatell ngày 4 tháng 4 nhận định thói quen ăn uống vô độ của người dân trong suốt hàng chục năm qua đã khiến đất nước này trả giá khi đối mặt với dịch bệnh Covid-19. Theo ông López-Gatell, Mexico hiện là nước có tỷ lệ người béo phì và tiểu đường cao nhất thế giới. Điều này dẫn tới số lượng người mắc các bệnh liên quan như tim mạch, cao huyết áp cũng cao hơn các quốc gia khác. Đây là những đối tượng dễ bị tổn thương nếu bị nhiễm virus corona. Tính đến ngày 5 tháng 4, Mexico đã ghi nhận 1.890 trường hợp mắc virus corona mới, trong đó có 79 trường hợp tử vong. Ông López-Gatell cho biết phần lớn trong số này là người lớn tuổi hoặc có các bệnh nền như tiểu đường và các bệnh liên quan béo phì. Ha ha ha, 问什么的说